khu vực trưng bày hoa lan thì hôm nay đã được dựng một cái hàng rào để khách du lịch không thể chạm vào được những cái sản phẩm. Và bên cạnh đó cũng có những đồng chí bảo vệ rất chuyên nghiệp. Đây, thấy hoa đẹp, đồng chí bảo vệ cũng đang chụp hình. Đó, khung cảnh bên ngoài rất đẹp cả nhà nhé. Đó, những cái tác phẩm của chúng em mang lên thì bây giờ đã được trưng bày rất đẹp như thế này rồi. Cả nhà ơi, hôm nay lại gặp một nghệ nhân, anh Bill. Đấy, anh đang đứng ngắm những cái tác phẩm lan hài của anh Bill này. Em chào anh Bill nhá. Xin chào em. Hai ngày mới gặp lại đúng không? Đó. Thế sao tình hình những cái tác phẩm của anh trưng bày tình hình như thế nào đấy anh? Thì hôm nay mình tham dự cái văn hoa thì vừa rồi cũng có trưng bày và triển lãm. Vâng. Thì mình có một số tác phẩm có giải thưởng. Tác phẩm của anh đâu, giới thiệu cho mọi người cùng ngắm nào. Ví dụ như là đầu này. Đầu kim hài. Kim hài của anh rất là, đây là cái giỏ ưng ý đây, hôm trước là nói ưng ý đây đúng không? Thực ra thì mình cũng còn đi tác phẩm dài lắm, không phải riêng về chậu này. Dạ. Có điều mùa này thì hoa lan nó cũng không phải là mùa cao điểm. Những xuất sắc thì có lẽ hội xuân tới để mình xem sơ qua về cái giò đạt giải. Đây là đạt giải gì đây đấy cả nhà. Cái giò này được khoảng bao nhiêu bông anh? Giò này trên 40 bông anh. Trên 40 bông, có trồng nó nhiều nhỉ. Đấy, cái loại kim hài này có trồng mà anh một năm anh chăm sóc anh có xịt phân bón lá gì không? Đó, em nó vẫn định kỳ. Chú ý là định kỳ, theo định kỳ ví dụ 5 hoặc 7 ngày. Dạ. Hoặc là mình bơm phân bón thuốc trừ sâu. Dạ. Thuốc phòng nấm bệnh. Nhưng mà như cái giò này là mình nó ra hoa tự nhiên hay là mình kích bằng phân đây? Không em. Như anh thì anh đều cho, tại vì anh cũng là dân sưu tầm á. Dạ. Mình cũng nhiều tác phẩm. Thì mình chơi qua năm mà. Quanh năm cứ có là mình mang đi trưng bày đúng không? Bày hoặc là diễn cảm, hoặc là có thể mình vui thú với nhau trong hội hè anh em, ví dụ hội lan hài Việt Nam, hội lan hài Đà Lạt. À. Cùng giao lưu với nhau, có những tác phẩm thì chia sẻ với nhau để chơi. Đúng rồi. Đã mua nào thích đó. Đà Lạt thì thích hoa. Lan hài rất nhiều đúng không? Đây. Đà Lạt là cái nôi lan hài mà. Đúng rồi. Cái nôi lan hài của Việt Nam mà. Vì mình ở đây thực ra là khi anh vào cái môn về sinh vật cảnh về cây hài á, dạ. Về lan hài á thì anh cảm nhận là Đà Lạt rất là dễ trồng. Nhưng mà để có những cái tác phẩm này anh chơi nhiều năm chưa? Anh chơi bao nhiêu năm vậy ạ? Thì anh cũng mới chơi vài năm thôi. Vài năm mà có những cái tác phẩm này là tâm huyết lắm đấy, đúng không? Dạ. Tầm về ví dụ là về mình nuôi lên. Nó có nhiều cái ví dụ có thể những cái cục hàng to trong rừng người ta khai thác. Một số anh em mà người đồng bào ta khai thác thì bắt đầu về ta lại chia sẻ bán lại cho anh. Dạ. Rồi anh chịu khó anh những cái loại này là để ra hoa đồng loạt này nó là hàng rẻ hết đấy anh. Hàng rẻ đúng rồi, hàng rẻ cũng được. Chứ còn nếu mà mình thực ra ví dụ một cái tác phẩm như vậy, em thấy không, một cái này nó có những mặt to 50 cái bông giống nhau hết đó, thấy không? Đúng rồi, giống hoàn toàn giống nhau, nhìn đơn giản như thế nhưng mà mấy anh em biết sao là nó lại rất cực kỳ công phu. Vì ví dụ mình ghép từng cây nhỏ một lại đó, thì nó sẽ những mặt bông hoàn toàn khác nhau hết. Khác nhau và nó ra hoa không cùng một đợt, nó không thành tác phẩm đồng nhất được. Dạ. Đó là đây là ví dụ sưu tầm được một về như thế này một vấn đề rồi, rồi qua nuôi trồng 40 năm gì đó thì nó mới thành một tác phẩm như thế. Đúng rồi. Đúng công phu lắm, nói chung là chơi là tác phẩm là một vấn đề, còn ví dụ sưu tầm thì nó đơn giản. Dạ. Thế là dưỡng tính rồi có rất nhiều cái hay. Đấy, tiếp anh giới thiệu lại cho em những cái giò mà hôm qua anh em mình quay đây được đạt giải khuyến khích tại cả nhà này. Giải khuyến khích. Cây này cây thiên lý. Cây thiên lý 3 đúng không? Hôm qua là thiên lý 3 số 3. Anh em ngắm nhá, bông sáng màu. Cây này bây giờ thì thực ra là do lan hài bây giờ người ta cũng nhập khẩu nhiều. Chứ ngày xưa như cái chậu thiên lý này là tiền cũng rất là cao giá đó. Nhưng mà nhiều tiền đó. Bây giờ nó do lai tạo được ra nó nhiều thì nó sẽ phát triển hơn. Dạ. Ưu điểm. Đúng rồi. Người ta khoa học công nghệ mỗi ngày mỗi phát triển thì đương nhiên là người sưu tầm như anh là được lợi. Đúng rồi, được lợi. Mình được có cơ hội tiếp xúc những cái công nghệ văn minh hiện đại của thế giới là một. Thứ hai là được
mua được những giống, sưu tầm được những giống đẹp để họ bán cái niềm đam mê của mình. Đúng rồi, giống như tụi em vậy, dân sưu tầm và đặc biệt anh em đam mê, nhất là anh em mới chơi. Là thời điểm này là thời điểm mà phải nói là anh em có cơ hội để sưu tầm những cái mặt bông yêu thích. Anh có nhận không? Đấy. Thời đại công nghệ thông tin, rồi thời đại khoa học kỹ thuật phát triển. Dạ. Là anh em rất là nhiều cái cơ hội, thậm chí những anh em mới chơi cũng thế, mới chơi ai cũng vậy. Đúng rồi. Mới chơi ăn vậy rất là dễ sưu tầm. Lên Google, Google tìm mà thích cái gì đúng không? Về nguồn người và chủng giống. Dạ. Những nhà vườn uy tín, những đúng không? Nó là như thế. Rồi. Đấy. Anh, vậy là hôm qua hai cái giò mà anh em mình có nói chuyện rất lâu ở trong cái giò này là bây giờ đạt giải nhất này. Cái hài táo là của anh Quang Bình, anh Quang Bình. Nhưng mà đặt vị trí này thì nó không nổi bật được. Đúng là phải đặt ở khu vực dưới này này. Thực ra thì cũng do là cái điều kiện mình cũng hơi chật chút á. Đúng rồi. Cái nơi triển lãm hơi chật chút xíu. Chứ đúng ra là lần sau thì rút kinh nghiệm rồi sắp xếp lại chút xíu cái chỗ. Do hai táo này thì rất công phu này, anh thấy tất cả những cái bông nó hướng về một bên. Một hướng. Tức là nghĩa là cái này anh Quang Bình là một trong những người cũng là ấy đó. Cũng là nghệ nhân khéo léo đó. Thì cái này hướng theo một hướng ánh nắng thôi. Thì nó sẽ đưa theo thôi. Đúng rồi. Rất là kỳ công. Cái tác phẩm hài táo này rất kỳ công. Nhìn là chăm sóc tốt rồi. Đây cái giò kim hài này đặt tại giải 3. Kim hài đặt giải 3. Đấy. Rồi cả nhà đi tiếp này, xem có những cái chậu nào mà đạt giải nhất này. Giải nhất rồi này. Đây giải 3 luôn này. Đây là hai hôm qua là hai complex đây, phải không anh nhỉ? Đúng rồi, cây này cây complex. Cây này của anh Hoàng Lê. Anh Hoàng nhá. Anh Hoàng khá nổi tiếng bên hài đấy. Đúng rồi, đúng rồi, anh Hoàng là một trong những người những vườn hài, vườn Hoàng Lê là một trong những vườn hài có tiếng ở Việt Nam. Dạ. Mấy anh em đặt cho vui là vua hài. Vua hài Việt Nam. Anh Hoàng Lê đúng không? Anh Hoàng Lê, Hoàng Lê. Hoàng Lê chứ không phải anh Hoàng. Rồi ok. Em biết anh đó. Đây vậy là được giải 3. Giải 3 rất đẹp, bông đẹp. Rồi cái chậu này là của ai đây? Chậu này thì được giải khuyến khích đây cả nhà. Có nhận bông bông nó to, bông nó to cũng đẹp. Cây này cũng đẹp. Cây này đây anh giới thiệu cái cây huyền thoại này. Cây Đà Lạt Căng. Dạ. Cây lai giữa cây hài táo và cây kim hài, cái bản địa Đà Lạt đó. Đà Lạt mình nó lai tạo tự nhiên. Độc đáo một cái là cây này thì là lai tạo tự nhiên. Là lai tạo tự nhiên. Tự nhiên là trong rừng nó đã lai tạo ra cây này. Từ lai chéo. Dạ. Cây này cũng của anh Hoàng Lê. Của anh Hoàng Lê. Anh đã có giống này chưa? Anh cũng có nhưng mà nhỏ. Nhỏ. Thì nhỏ. Thực ra cái cây này to thôi. Cây này mà nếu mà hiện giờ ngoài sưu tầm được một cái tác phẩm mà cây Đà Lạt Căng này to như thế này thì cũng là hiếm đó. Đúng rồi. Có anh Hoàng Lê thì anh kỳ công. Anh sưu tầm nhiều năm rồi. Dạ. Nhiều năm rồi. Vậy là cây này là gọi là giống như một cây huyền thoại trong giới hài đây. Đúng rồi. Nó là giá trị thì không cao. Nhưng thực ra là nó có những cái là lai tạo tự nhiên. Nó những cái mà nó thiên nhiên ưu đãi cho. Nó là cái giá trị sưu tầm. Đúng rồi. Cái giá trị của hình của nó. Anh có tiền mà mua được những cái cây này. Giá trị của hình là sao? Là thiên nhiên ban tặng cho để sưu tầm chơi. Đúng rồi. Nó hay độc đáo như thế. Được bao nhiêu bông kìa. Để anh em ngắm kỹ nha, ngắm kỹ cái cây hài này, lai tự nhiên này cả nhà này. 6 bông rất đẹp nha cả nhà nha. 6 bông rất đẹp. Đây cũng một cái hài đẹp. Cây nhỏ này. Cây nhỏ. Cây bixi. Không phải là nó nhỏ nhưng mà là cái dòng bông nó như thế. Bixi. Nó như một đánh giá tiêu chí một cái chậu hài. Cái này thì xuất sắc về màu sắc. Dạ. Cái cấu bông, túi, cánh, tất cả các thứ rất đẹp. Cây này là một trong những cây đẹp. Cái cây này nó ra hoa đuổi anh nhỉ? Cái này dòng phân nhánh. Như bây giờ cảm nhận của anh. Cây này của anh Hoàng Lê luôn đó. Của anh Hoàng Lê. Cảm nhận của anh Bill, nếu một chậu lan hài đẹp thì theo anh thì nó sẽ bao gồm những cái yếu tố nào? Một chậu hoa lan hài đối với một nghệ nhân tụi anh chơi. Thực ra nó đẹp thì nó nhiều yếu tố lắm. Nó từ chậu, từ giá thể, từ lá, hoa, cành, giống. Ví dụ là từ cái túi nè. Ví dụ cái túi như cái này, túi tròn ha. Nắp to, cân đối. Túi, căng, màu sắc. Mà
rồi. Đúng rồi, lá. Lá. Nó nhiều tố lắm. Chứ hai này chứ cả lá. Đúng rồi, lá là cực kỳ quan trọng để tạo lên một cách hợp nhất. Chứ không phải là cái dù hoa thì đẹp, nhưng mà lá bị hỏng, bị sâu, bị bệnh hay là bị nóng này kia thì nó cũng là bất cứ giá trị. Bất giá trị. Bây giờ là bất điểm. Thì hôm qua em thấy ban giám khảo chấm là người ta một bông hoa là người ta phải kiểm tra rất kỹ nha. Rồi cái nữa, nếu mà anh em trưng bày và triển lãm và dự thi thì nó còn một cái vấn đề nữa là phải, ví dụ cái cây liên gốc đương nhiên nó là phải giá trị hơn cái cây kép. Đúng rồi. Ví dụ bạn trồng một cái cây nhỏ lớn lên qua nhiều năm nó thành một tác phẩm liền gốc hoặc là nó ổn định thì nó giá trị rất cao. Nó giá trị ví dụ cao. Bây giá bạn ghép lại 4-5 bụi như thế này thành một tác phẩm thì nó không giá trị. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nó đơn giản ai cũng làm được. Đúng rồi, nó là hoàn toàn chính xác, đúng không? Đây này, giống như một cái giò lan cát đơn giản như thế này, đạt giải ba này cả nhà. Nhưng mà nó chỉ là mấy tấn thôi, nhưng mà người ta trồng từ bé lên, đấy, nó giá trị, nó giá trị. Đấy. Tiếp đến cái khu vực trưng bày, đây là khu vực trưng bày lan hài cả nhà nhé. Trưng bày lan hài thì phải nói là em nhìn có rất nhiều những cái bông đẹp, rất nhiều những cái bông đẹp. Đây. Anh cái cây cái này mốc vàng đây, mốc vàng đẹp không, đẹp quá, đẹp, đẹp luôn, tuổi quá tuyệt vời đấy. Cây này không chơi cây nào nó chắc lá nhỏ và hoa này. Ô, cái này cũng được đấy, ra hoa xuân. Đúng rồi, đó là hoa xuân. Mốc vàng đấy cả nhà nhá, mốc vàng này. Đây là mấy cái loại cây gì đây anh nhỉ? Cây này con đách cũng cam đách, cũng cam đách, dòng cam đách. Đấy, dòng cam đách là cũng ra mùa xuân. Dạ, cũng ra hoa mùa xuân. Cũng con rất là ưu điểm. Ưu điểm là rẻ hoa mà mùa xuân. Đây là của công ty thôi cả nhà. Tức là của công ty Vườn hoa thành phố người ta trồng là không có chuyên nhá cả nhà nhá. Nhưng mà do cái thời tiết khí hậu đây nó ưu đãi. Đây anh em xem này. Một chậu như thế này nó ra hai bông nó gối đầu rồi. Đẹp không? Đấy, bông to bông nhỏ này. Bông rất to nhá cả nhà nhá. Bông rất to. Anh em nào mà đam mê lan hài thì các bác ngắm những cái chậu lan như thế này thì mê mẩn luôn. Đây, rất đẹp như thế này. Đây. Nó đơn giản thôi, nó chỉ là một bông nhưng mà nó toát lên cái sự quý phái. Phải nói là những cái người chơi hài thì em cảm nhận là người ta có cái hiểu biết rất sâu về những cái dòng hoa này cả nhà. Đấy. Đây, ví dụ ngày Tết mình có một chậu lan hài như thế này đặt trên bàn uống nước trông rất ngộ nghĩnh. Đấy, rất đẹp nha cả nhà. Đấy, nãy anh em mình nhìn có cái giò đây cái hàng đột biến đây. Hài hồng đột biến đây cả nhà. Mời anh em đến chỗ hài hồng đột biến. Anh Bill có chơi nhiều loại hài hồng đột biến nào? Anh cũng có. Anh có. Chứ anh sưu tầm thì nó trông giống gì anh cũng có. Cái cây hài hồng đột biến này nó là cái cây ra bạn hay là cây mô ấy? Không, mô nó là giao hạt chứ không phải mô, mình bị vấn đề như thế. Riêng cây hài thì là không cây mô từ bệnh sinh trưởng được. Không cây mô được. Nó chỉ là mình lấy giống một là tách chiết. Dạ. Tách chiết là ví dụ đây, ví dụ nhé. Dạ. Là nhưng mà cũng khó nha, nếu mà nghệ nhân thì mới tách chiết được. Tách chiết cái thông thường là sẽ hỏng. Hỏng thối ngay, nó thối cái bụi ngay. Tách chiết lại là ví dụ là đến một giai đoạn nào đó và theo mùa trong năm thì sẽ tách chiết những cái đơn vị này ra để mà nhân giống. Nếu bây giờ mình tách chiết là cái giai đoạn nào, thời điểm nào trong năm là mình tách chiết hợp lý nhất này? Thực ra thì cây giống vậy, thời điểm sinh trưởng là mùa xuân. Mùa xuân. Đúng rồi, mùa xuân xong thì cây sinh tâm chồi nảy lọc, ra rễ mạnh thì bắt đầu mình tách chiết và ương ra nuôi trồng. Dạ. Hình thức thứ hai là lai cạo, là lai thụ phấn. Lấy cây này cái bông mới đó. Đúng rồi, cây này đã lấy rồi. Ví dụ cây mới nở rồi đúng thời điểm vừa nở phấn hoa. Dạ. Lấy phấn hoa cái này thụ phấn qua. Dạ. Cái này xong là rồi qua quá trình đầu trái bắt đầu mới đưa vào phòng mô, phòng thí nghiệm, ống nghiệm gieo hạt. Nhưng thật ra cây gieo hạt thì lâu hơn cái cây tách chiết, vì ví dụ có thể là 4-5 thì mình mới được thấy được mặt bông. Đúng rồi. Và không phải cây gieo hạt nào khi trưởng thành cũng có mặt bông giống cây bố mẹ. Có những cây ưu điểm hơn và có những cây xấu khuyết điểm hơn. Đúng rồi. Em trước đây em trồng cái loại hành hồng này thì em cũng có cái loại đột biến này, nhưng mà hàng của em hàng rừng đấy, nhưng mà nó hay xuất hiện là bị cái gọi là cái gì nhỉ, rỉ sắt anh, bệnh rỉ sắt. Cái đó là có đặc trị gì không anh? Có chứ, nó cây hài thì rất là dễ bị nấm. Nấm đó là bệnh rỉ sắt, là một loại nấm và thối nhũng. Cái hài cũng rất là dễ bị thối nhũng.
thì nó ngoài cái cửa hàng bảo vệ thực vật thì đương nhiên người ta có những cái loại thuốc đặc trị thì nó cũng đa dạng lắm. Thị trường thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng đa dạng về cái, nó cũng giống thuốc bệnh chữa bệnh cho người thôi. Đúng rồi. Cũng phải có bác sĩ, có y sĩ người ta tư vấn. Đó, đó, cái bài, đó, đó, đây mình nói sơ qua thôi. Đó là chuyên sâu của những kỹ sư, nông nghiệp. À, trồng hài trên đây là các anh chủ yếu trồng bằng cái loại giống này à? Đúng rồi, giống này. Giống này là giống kim lan đấy. Rất là dễ thương nha cả nhà. Hôm nay một trong những cái đẹp mà. Đẹp. Ngày xưa là nước ngoài ta thu mua những cây này giá cao lắm. Đúng rồi. Ngày xưa mà lúc mà mới phát hiện ra cái đời lên ti này, cái hồng đột biến này, thì nước ngoài ta mua giá rất là cao. Em là cao trước, trước em có hai bụi hàng rừng mà em bán theo lá, cái thời điểm cách đây khoảng 8 năm nó rơi vào 5 triệu lá. Tức là một cây như này bán 20 triệu. Chính xác. Nó chỉ được 4 lá là nhưng mà nó bảo là đã xuống giá rồi nha. Đúng rồi, xuống giá rồi đó. Em là chưa mua được của mình nhá. Đúng rồi. Sau đó là nó mua được. Cái cây này là một trong những cái đột biến của Lâm Đồng. Lâm Đồng mà rất là sắc sảo. Đây cây trắng pháp. Đấy, khu vực trên này thì đây là lan của vườn hoa thành phố này. Đúng rồi, này cũng là vườn hoa thành phố chúng mình. Đây cả nhà, rất đẹp này. Cái khung cảnh này cũng hay lắm cả nhà. Đây này, tôi trưng bày nhiều. Nên so với các hội thi thì phải nói là trưng bày cái mức độ ở đây là trưng bày rất nhiều anh em. Đấy, anh em nào có nhu cầu cứ đến vườn hoa thành phố Đà Lạt để anh em ngắm nhá. Đây, phía bên này. Ồ, phía bên này trưng bày rất nhiều Dendro này anh này. Lâm Đồng mình mà không nói tới Dendro thì cũng không được, đúng không? Đây, anh view giới thiệu giúp em cái Dendro là cái bông này. Cái chớp này. Cái này chớp vàng. Chớp vàng, chớp vàng. Cái này Dendro xuân. Dạ, Dendro xuân. Cái này chớp vàng. Đây cũng là một trong những cái hiếm của dòng Dendro. Dòng Dendro xuân. Cái này vàng hồng, trắng hồng vàng. Đây là bông trắng hồng vàng, bông to nhỉ, bông to, bông vàng. Thực ra nó còn cây này là do người ta nuôi trồng bị còn yếu. Dạ. Thực ra cây này còn bông còn to nữa, và rất là sai bông. Đặc điểm của cây nâu xuân là lợi thế là lúc nào cũng nở vào mùa xuân và dịp Tết là mình có thể tiếp tục rất là dễ chơi. Và lâu tàn, phải nói cái loại nó lâu tàn, rực rỡ. Mình chơi nên nếu mà dòng lan đa thân thì nên phải sưu tầm những cây nâu xuân. Thứ nhất là nở vào mùa lễ Tết. Dạ. Cái thứ hai nữa là giá cả nó cũng rất là dễ sưu tầm. Bông này màu đẹp lắm. Cam lửa. Mắt đen. Rất đẹp. Tại vì cái cây thực ra cái giá nó không cao, dễ sưu tầm, ai cũng có thể chơi được, dễ chăm sóc. Cái nên rau xuân là cực kỳ đề kháng tốt lắm. Đây, có sự điện của em là Lý này. Là Lý đứng sừng sững một mình đây cả nhà. Đấy. Thời thì nó là kinh khủng lắm đấy. Nhưng bây giờ thì thật sự nếu mà anh em đam mê thì các bác thấy cứ cái bông hoa nào đẹp chứ nó không theo thị trường gì cả nhà. Đấy, để anh em xem trưng bày đấy. Dendro với lại giả hạc, anh em xem. Dĩ nhiên mỗi anh em một quan điểm, một cách chơi, nhưng mà cái nào được rỡ, cái nào như thế nào thì anh em tự cảm nhận. Đó. Rồi, đây phía này Dendro nhiều quá này. Lâm Đồng mình phải nói là đất trồng Dendro cũng khá nổi tiếng về Dendro đấy. Đây. Thì cái Dendro này gọi Dendro ba màu đấy cả nhà. Dendro ba màu này. Nói chung là vườn hoa thành phố thì người ta có một cái khu vực để cái trồng hoa. Đấy, Dendro. Đáng chơi. Ô, hài đây. Đây là hài táo đấy anh nhỉ? Hài táo, đây mọi người. Cả nhà ngắm kỹ. Cái đó hài đuổi. Cái hài đuổi. Hài đuổi có thể lên chơi khoảng trên 1 năm. Ví dụ nó nở đây hay một bông rồi. Bông xong bắt đầu đuổi đây một bông nữa rụng rồi. Bây giờ tiếp tục đuổi xong nó sẽ ra tiếp như cây này còn yếu. Chứ có thể nó đuổi là mình chơi rất là nhiều cái thời gian. Rất dễ thương. Đây nha, rất đẹp. Một giò vua mèo rất đặc biệt nhé cả nhà nhé. Nhưng mà giò này em cũng thắc mắc sao không có giải này. Giò này thì có cả lúc này. À, nhường giải này. Đây, giò này rất đẹp nha cả nhà. Đây là cái vua mèo được trồng ở Đà Lạt. Cả nhà nhìn thấy cái giò hành nó to. Rất to nha. Cái mèo đúng. Một mèo này được 4 bông hoa này cả nhà này. 4 bông đã đẹp như thế này.
rồi tiếp một nhà bên này thì tối đục lắm, rất đẹp, cua mèo. Bên cạnh cua mèo đó là một cái giò lan cát xanh đấy, này nhé, cát xanh. Giò cát xanh này thì được giải khuyến khích này anh chị này, giải khuyến khích. Hoa cây có hoa quốc tế đó, cũng khá đẹp. Có chồng mèo nắm bông nắm đi để đây. Đây có cái bông bông tím này, bông tím này đẹp không? Nhiều cái này mà không biết là có vẻ tên Nhật hay không? Ở đây người ta không ghi tên. Có ghi tên nhưng mà nó nằm trên mình thấy. À, không đấy là mã số anh. Đấy. Đây thì được giải ba này cả nhà này. Đó này thì được có ba bông hoa thôi. Ba bông hoa nhưng bông to lắm cả nhà. Và màu sắc nó khá đậm, ba bông thì 3.10 là đẹp nhất ạ. Rồi tiếp này, đây là một bông cát xanh nữa cả nhà này. Đây là một chậu cát xanh, nó chỉ là hai mèo đụng thôi. Hai mèo đụng. Đấy, hai mèo đụng. Và được giải ba cả nhà nhá. Giải ba này. Đây bên cạnh đó là cây nam mỹ xanh, nam mỹ lưỡi trắng cả nhà. Đấy, cho được biến toàn phần đây. Cái loại này thì em có chia sẻ thân này, có bán hàng này này cả nhà này. Và cái dòng này cũng được giải ba. Đấy, đây bông nó bông chùm các anh chị ạ, bông chùm hoa rất thơm, hoa rất thơm. Để nó trồng vào trong cái khúc gỗ rổ rổi nhé cả nhà nhá. Đây là ghép vào gỗ rổi này chứ không phải gỗ vữa sứa đâu. Ở trên Đà Lạt người ta lại hay ghép cây vào trong gỗ rổi, bởi vì gỗ rổi nó cũng cái nhựa của nó cũng khá dễ chịu, nó không hại cho cây lan. Cái thứ hai nữa là nó lâu mục hơn cả vú sữa đây cả nhà. Đấy, đây. Giải ba. Rồi tiếp một chậu khác khá ấn tượng, em thấy khá ấn tượng đây cả nhà này. Đấy. Chậu này thì được giải khuyến khích các bác nhé, giải khuyến khích nó được 6 bông hoa. Về khuôn bông cũng khá cân đối, bông nhỏ. Rất đẹp đấy, đầy khuyến khích. Rồi còn một số những cái cây ở dưới này thì được trưng bày dưới được cả nhà. Đấy, rồi đây cua mèo chỉ hai bông thôi đang trưng bày. Đây gặp với cây trắng đột biến Brazil đây cả nhà. Và vừa rồi có chia sẻ với cây giống cho anh em, đấy, có chia sẻ cây giống cho anh em các bạn này. Này thì không có giảm. Đây có một giò cua mèo đạt giải khuyến khích đây anh chị này. Giò cua mèo đạt giải khuyến khích. Giò này thì nó được 4 bông, nó cũng được 4 bông. À cái loại này là cứ được 4 bông này. Còn đây đây. À, đây. Có một bông lăn cắp. Anh em nào biết tên này nói cho mình em thấy nhé. Khá ấn tượng. Bông này nó bông nhỏ. Bông nhỏ. Đây, còn giò lan của nhà mình đây cả nhà. Giò lan của nhà mình thì nói thật là đúng ra bóng đỏ cũng khá lâu rồi, nó cũng sắp tàn rồi. Nhưng mà được cái nó kéo lại được cái nụ đây cả nhà. Đấy, được cái nụ như thế này. Cho nên là cái cây này thì hôm bế mạc chắc là nó nở hoa cũng đẹp. Ở đây người ta chấm hoa thì nó có những cái độ tuổi thì đạt giải cao hơn. Đấy, giải nhì nhé cả nhà nhé, giải nhì. Rồi tiếp mời anh em ngắm một bông cát khá đặc biệt đây anh chị. Đậm đà đấy, đây nha. À đây thì đạt giải khuyến khích nha các bác nha, khuyến khích. Bông này bông nhỏ thôi nhưng mà phải nói là khuôn bông nó đẹp và cái bông hoa rất ấn tượng anh chị ạ. Đấy, giải khuyến khích. Tiếp một số những mặt bông. Chớp cánh, bông dày rất đẹp. Nó chỉ là một chùm bông thôi.
Và anh em thấy là cái mức độ hoa rất đẹp này. Đấy, ba đây cả nhà. Đấy, mấy em cắm cận cảnh viên viên đỏ. Đấy, ba nhé cả nhà nhé. Đấy, đấy, ba. Em thấy cái hoa vàng hoàng gia này cũng được trưng bày rất nhiều, rất là đông anh ạ. Cái hàng này thì nhà em cũng đang bán giống khá nhiều. Đây, đây đó một cái cây mà hôm qua có anh giới thiệu. Cây này khá đẹp này, gì này. Hoa vàng chấm. Đấy. Người ta cũng ghép vào khung gỗ này cái gì đó. Thì thấy là cát trồng khung gỗ và giữ ẩm nó đối với là cũng phát triển rất tốt. Đấy. Đây, đây là tải nhi đây cả nhà, tải nhi. Là một trồng cát khá đẹp. Cái gì nhất là nhà nhá, cái gì? Cái chậu người ta để đâu rồi nhỉ? Đấy. Đấy, cũng rất nhiều cái mặt không khác, nói chung có nhiều. À, đây có cái cây vua cơm sơn cả nhà, vua cơm sơn rất tiếc của hôm nay mới đỏ. Cái chậu này còn đỏ nhiều thông tin chắc là làm lại rồi. Vua cơm sơn. Cái chậu giải nhất thì để đâu rồi đấy anh chị?